Minions have spawned. Hãy xem trên IT à. Ok. Hồi sáng mới thấy đi uống cà phê hay em hay tay trong chôn à. First blood. Yeah. An Đồng bốn cười mỉm. EZN. Nét gì vậy trời? Chôn. Tại mình chôn thôi. Mình đáng lên cấp 2 chứ còn đánh này đúng không? À, Yorick này. Kỹ năng đúng không? Doubt is the greatest. Ôi giời. Này nó có những pha má nó còn đâu nữa. Trời ơi, lố máu luôn nè. Để chơi nữa. Tại hồi mới kiếm lậm lò mạng nữa. 1, 2, 3 cái là quỳ lên nha. Quỳ lên. Tôi đốt nè. What the bro? Bro ơi. One cut. À, cái gì này? Mày quá, chủ là anh. Tao tưởng nó ăn nhá, mà gì nó không ăn được luôn. Nè bài vét là mình cúc rồi. Tóc. Phụ cái. Phụ. Phụ cái. Rồi. Má ơi. What the fuck? Mình no damn luôn đó mà. Không có nhịp độ no damn luôn. Đó kìa chứ. Ba năm rồi, hay chưa? The focused mind pierce through stone. Mình có hai đồ mới đánh nổi nó. Vợ này thì nó lại lên cái giày giáp, lại lên cái gì nó châu châu thì khó. Rồi, xanh nó lên tan nó ulti á. Đánh nó lại luôn. Đánh không lại con Yorick luôn này, chơi cái gì nữa con. Ý, cao thủ đánh không lại vô đích lên bạc à. Hay nè. Rồi sắp đi, sắp đi, sắp đi. Tới rồi. Sắp đi rồi. Rồi đích ơi. Đi, sắp đi, sắp đi. Vô đích sắp đi. Nên ông bay vô bạch rờ đánh trước nha. Đừng có đặt thầy quy ra nha. Do rất lên cao đánh được đó, bọn nó lên đàn đam mà này lên dày đàn giác lên đam mà còn đánh đéo lại rồi chứ nó mà lên dày này nha. Về đi khỏi sâu xiết gì đi. Ugh.
Ok, pla. Cái này thấy mình băng dụng là bật R có đánh không? Quên bật đạn thiêu rồi mà đánh. Chà, 33 lính. Ba cái quỳ đầy máu à. Mất em luôn rồi. À, nó trồn dữ à. Nó biết thể bịp đúng không? Hai. Rồi ba. Ra sau mà lên một lực nó sâu quá. Chụp một cái là đụng về đấy. Biết về được không nè. Biết về được không nó nè, nó ra nó phá nữa. Ok, Yorick. Yorick này đi xa rồi đó. Tại mà đi. Đấy, điểm đầu. Ok. Ok, chưa hết game. Ok luôn. Luôn ok. Rất ok. Ba cái kiếm dài à. Ba cái kiếm dài ha. Mối cho mặt tao chứ, mình quy vô. Rồi. Ôi, và nó lướt rơi xuống, không biết tặng được đam không nữa. Solo kill. Thật ra này mới ăn lại rồi mẹ. Yorick ăn bay đá nè. Chắc mất nửa cây. Thấu sâu luôn. AD lên, Kitana lên. Sợ đó. Chitana. Này được ha. Con rồng ta. Yes, you missed.
Na nhảy lên nào. Đây này, tôi vào lập mấy con vào. Đừng có giết nó. Cái boss nhập vạn anh đấy chạy xuống làm cái Wada nó là xong game. Đấy, con lì xì trong đó là gì vậy? Đấy, con lì xì nó thì ai lên đánh đi vì nó mệt đó nha. Chị kìa trời ơi, cần xa 11. Nó chịu giờ. Cái quỳ nó gà chưa? Tăn. Tăn nó hèn. Asaba. Tăn nó hèn lắm, nhục nhá luôn á. Tăn nó hèn cả người nè. Đây nó bắt tổ rồi đúng không? Và tân sĩ ăn tân nó hèn người ra lát cả máy mà. Á à, vào giờ tranh lát cả máy. Đau quá nè. Sớm thật nó gờ gờ quá nhỉ. Chạy. Đó là nó muốn chơi lắm rồi đó. 1, 2, 3. Cái xe e lên cái xe. Ây da. Nó yếu dữ vậy nè. Ta. Chạy nó ra đại ca. Is the greatest enemy. Bắt Lee Sin nữa. Na đây. À. Nhau tí coi. Đánh nhau một chút xíu coi. Anh Baron này phải cho nó gờ gờ. Anh Baron này sợ cho nó gờ gờ. Tôi phạm lĩnh chứ mà. Ồ, 22 phút rồi nè, tưởng sớm, 22 phút chắc phải em thôi. 22 phút chắc phải em thôi. Tới giờ em rồi, chết đi á, chết đi giờ. Rồi. Phát.
cũng làm được hết. Thôi về đi, đẩy phát en luôn đi, đẩy top đẩy en đi. Cái xa thì đồ thụ luôn rồi, chậu dữ à. Không được rồi mấy ơi, không được rồi. Kéo tôi là cứ luôn nghe nữa. Có khi có tê lè đúng không? Tê lè vô lính. Ây da, mày lính vô vào nhà nó tê lè rồi. Chôn nữa à. Vào đỡ đam trụ đi, hết lính. Trời ơi là trời. Má thật luôn à. Đem chung không biết đỡ luôn, rồng ra luôn. Rồi cũng vào đánh luôn rồi nó mà. Yorick là nhà thì phải. Đồng đội của chú ấy đéo ăn rừng, đéo giúp rừng luôn, tí ra bắn lính nè. Nào đây tao bắn lính hồi tao thọt lính đó nè. Đó, bắt đầu nó đánh lính trước á, đầu tí ra cái thọt mẹ nó lội lính à. Nghĩa là nóng tí tao farm hết lính bây giờ á. Quỷ. Chơi game rồi. Thua là giúp làm gì vậy? Sang hoang, thế nào cũng bị chửi mà ha ha.
Yeah. Mẹ mình đi giúp mình có đánh đàng hoàng này cũng chả làm được hết. Phòng của tao ngay thước lữ S gặp SP chả hỗ trợ được gì, ức chế lắm. Nó làm gì đó, nó mới vô nó chôn mẹ rồi chế cái gì đó, nó làm gì cho đời đó mà. Nó có biết chơi đâu, mẹ tranh đồng với bạc mà nó đòi nó lại hỏi nó. Nó biết chơi thì đã không đồng một phải không? Chơi game tôi đi support tôi đánh đàng hoàng thì nó đợi gắn như này làm gì không? Thực lực thì không có, ức chế cái gì? Không đánh được rồi, trâu quá. À, dạ, tha ta đi anh vai ơi. À, ta đánh sức bọt cái cơ đó là hết cỡ rồi đó. Ủa mà sao không có đồ biến đổi rừng nhỉ? Không có đổi đồ súc ta. Solo kill. Nãy sao đánh chậm hay sao? Qua lính này có một dịp. Bị bán đồ support thì gánh tem nữa mong ạ. Support đủ rồi đó. Tôi thấy là tôi đi sub thời gian cũng đủ rồi đó mong ạ. Thời gian cũng đủ rồi đó. Tới giờ biến hình thôi. Siêu Saiya tới chơi. Mọi người thử. Sao lên này mỗi cái hòm này ta? Nãy giờ ha. Cô. Cô có R nhá. Mua lại đi, nó tự lên cấp rồi hả? Phải không? Giờ mới bán. Ờ, à, vậy hả? Đâu có mua lại được. Đâu có mua lại được, có đâu đây cả. Gì hắt đâu ra hai đồ à? Hắt mẹ. Này nó thấy tôi nó chạy 30 mét rồi. Sen Suzan vãi kít SP ăn thịt. Má, tôi mới đi có 2 giây lại bay màu à. Ê, nó có ổn đấy. Có nào trong rừng vậy? Chết luôn. Chết nhỉ? Mẹ. Hai thằng một máu. Vãi cà lì, cứu tao với coi. Cứu tao với. Brandy. Dạ. Yeah.
qua. Đỗ Hùng, tên giết được 15 mạng thì ông làm 11 mạng. Đào, thân thái bên kia. Tôi làm 14 mạng mới đúng đó, hai mẹ hỗ trợ nè. Tem mà có nào ăn mạng đâu mà. Mình nó chơi ăn cỏ là nhanh như ăn mạng. Dũng Vũ, y lên diều đại mãng xà. Khó chứ. Nhanh quá vậy. Sen Suzan, làm cờ lê có được lương không hay chỉ được cái oai? Được cái nịt thôi, lương lậu nhỉ. Đứng lại coi. Trời ơi. Dạ. 17 vẫn 20 à. Cái đồ cùng đeo lại cao vào ra nói. Tầm 300 bàn nữa nè. Trừ một view luôn. Tông Minh đang yên đang lành dùng kêu 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 kêu. Dạ. Đéo có cuồng đao đánh không được. Ngon cái gì ta. Ta là Baron rồi vốn. Lấy 2 mega cho dây đánh. Baron em. Qua luôn nhỉ. Dũng Vũ đi lên giáp khủng thần tương lai 10k máu. Bây em nó có một đam nhất 2 phép à. Xem coi. Tèm nó có một có mối thằng gì nó có đam à. Đi giáp. Bạn nào nó xem cho cái này xin một đợt like đề xuất với nha để mở ban ông kia đó rồi có tự nhiên trừ một viewer luôn rồi. Hay thật. Tự nhiên trừ một viewer luôn. Viewer đang coi ngon lành ban luôn. Chả nói gì. Ban nhầm luôn mới bị cơ. Mình bài nốt Sen Suzan lên đồng hồ. Rồi hồi ấy. Bắt thời gian ra luôn. Để em bú quỳ nên im re. Tông Minh, đồng hồ làm lờ o lờ hả? Đây bú quỳ nạn im re. Có đi xe on lên. Ê da, giết tao. Chạy làm bú quỳ nè. Không làm gì. Sen Suzan thích.
làm gì cũng win nè. Gà thật đấy. Vô hồi quy. Quân toàn rành bạc rách. Rành bạc nhất à. Cái thằng quốc toàn này tạo cần mới nó quốc mẹ luôn đi. Nó có vô nó mất thời gian nó. Bạn nào đã xem nhớ like xin một lượt ra đề xuất đó nha. Buổi tối vẻ mong ơi. Đánh chơi chơi được mong ơi. Đánh chơi chơi thôi, mình biết là gánh đem mà. Tôi ban nhầm người rồi, tôi ban nhầm ông nào ta.